Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại có được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Đinh Mùi 1967 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 2 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuyệt Thân. Đối với những người tuổi Đinh Mùi trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau đây. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 2 năm 2021, từ ngày 18 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Ất Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 2 năm 2021, từ ngày 30 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Đinh Sửu. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 2 năm 2021, từ ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Sửu. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mùi trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 2 năm 2021, từ ngày 23 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 2 năm 2021, từ ngày 4 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc quan trọng liên quan đến xuất hành hay những công việc như lễ Tết. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng 2 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh Thiên Hà Thủy, tính cách của họ cũng giống như dòng nước, êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với những người khác nên được người khác vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói người tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân mình, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, đưa ra những ý kiến mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác cùng với người khác. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích kết hôn sớm nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu hơn. Ngoài ra, về mặt vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về thương hiệu khác mà gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công, nên hướng phát triển ra ngoài. Nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của các anh em bạn bè. Còn nếu tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới hợp tác làm ăn. Bước sang tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, được tam hợp nâng đỡ nên các phương diện trong vận trình của người tuổi Đinh Mùi nhìn chung khá ổn định. Sự nghiệp phát triển, tài lộc khởi sắc, chuyện tình cảm lứa đôi đang trên đà tiến triển tốt, những chú dê sẽ tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình. Trong tháng 2 âm lịch cũng sẽ giúp cho chuyện làm ăn kinh doanh của công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Tân âm kim gặp mùi âm thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Mùi cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi. Bước sang tháng 2 âm lịch, Mùi Mão tam hợp, cho nên những người tuổi Mùi sinh năm 1967 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp trong tháng này. Tuổi Đinh Mùi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo cao sẽ đánh giá những nỗ lực của bạn. Vì vậy năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Do sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến triển rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, trong tháng 2 âm lịch, những gia chủ tuổi Đinh Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Tài lộc của người tuổi Đinh Mùi. Xem tử vi tháng 2 âm lịch tuổi Đinh Mùi không cần quá lo lắng về đường tài lộc. Người tuổi Đinh Mùi có thể gặp được may mắn trong tài lộc, sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn may mắn và khoản đầu tư bạn thực hiện sẽ được đền đáp. Nhưng đừng ngông cuồng và lãng phí vì bạn có thể mất một khoản chi tiêu lớn trong năm nay để mua một ngôi nhà hoặc một cái gì đó. Thời điểm này cơ hội tài lộc xuất hiện khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho qua thời cơ
trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Ngoài ra bản mệnh nên làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức sẽ bị lợi bất cập hại. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Đinh Mùi sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm của tuổi Đinh Mùi có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp trong tháng 2 âm lịch. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tư vấn bạn bè bởi bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Tuy nhiên, nói với người đã có gia đình thì bản mệnh cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và giao tiếp nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong tháng gia đình, có bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, không cần thiết với bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ, tình cảm, gia đình. Trong tháng, những gia chủ Đinh Mùi sẽ gặp được những khó khăn nhất định trong con đường tình duyên. Chính vì thế, bản mệnh cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm được hỗ trợ sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, những người sinh năm 1967 có sức khỏe tốt trong tháng 2, sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần làm cho sức khỏe được tốt, nhưng bạn phải tránh xa hương và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho nên, cho dù sức khỏe của bạn có tốt đến đâu, dù uống và hút quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy hơn hết, hãy nên cắt đứt hoặc giảm dần thang tiền xã hội và chăm sóc cơ thể được tốt hơn. Vậy nên trong thời điểm này, các gia chủ Đinh Mùi sẽ đem theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát, để hầu hết các thầy phong thủy sử dụng, đem lại bình an, may mắn, sức khỏe trong tâm thức. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với em chị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Đinh Mùi cần chú ý đến tiến độ này. Thứ bạn cần ưu tiên hàng đầu là sức khỏe, chứ không phải kiểu công việc. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định của công việc, quý anh chị hãy thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Đinh Mùi trong tháng 2 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.